Những yếu tố cơ bản của quảng cáo Facebook như nhắm mục tiêu targeting, xác định mục tiêu objective và tối ưu hóa optimizing được thể hiện trong quá trình tạo quảng cáo như thế nào? Chúng ta hãy làm quen với các bước tổng quát để tạo một quảng cáo Facebook. Mục tiêu của bài học là giới thiệu cho học viên ba thành phần cốt lõi của một chiến dịch quảng cáo Facebook và tổng quan ba bước để tạo một quảng cáo Facebook trước tiên ta làm quen với ba thành phần cốt lõi của một chiến dịch quảng cáo Facebook bao gồm chiến dịch quảng cáo tiếng Anh campaign nhóm quảng cáo asset và quảng cáo ads trong đó mỗi chiến dịch quảng cáo có thể có nhiều nhóm quảng cáo khác nhau mỗi nhóm quảng cáo lại có thể có nhiều quảng cáo ta thấy cấu trúc này tương tự như cấu trúc của một chiến dịch quảng cáo Google AdWords phải không các bạn tuy nhiên Phạm vi điều chỉnh của chiến dịch, nhóm quảng cáo và quảng cáo trong Facebook có phần khác so với quảng cáo Google. Trong bài học sau, ta tìm hiểu về phạm vi điều chỉnh của từng yếu tố này. Tương ứng với ba thành phần cốt lõi của một chiến dịch là ba bước tạo quảng cáo. Cụ thể bao gồm bước 1, tạo chiến dịch quảng cáo campaign, bước 2, tạo nhóm quảng cáo ad set và bước 3, tạo quảng cáo ad rất dễ liên hệ phải không các bạn? Ta làm quen với 3 bước tạo quảng cáo Facebook trên thực tế. Mời các bạn xem video demo cách thực hành trong một video minh họa kèm theo bài học này. Tôi xin tóm tắt một số nội dung chính của bài học. Trong bài học này, ta làm quen với 3 thành phần cốt lõi của một chiến dịch quảng cáo Facebook. Đó là chiến dịch quảng cáo, tiếng Anh, campaign, nhóm quảng cáo, asset, và quảng cáo Ads. Và ba bước cơ bản của quá trình tạo quảng cáo. Bước 1, tạo chiến dịch quảng cáo Campaign. Bước 2, tạo nhóm quảng cáo Asset. Và bước 3, tạo quảng cáo Ads. Trong đó, việc chính của bước 1 tạo chiến dịch quảng cáo là xác định mục tiêu. Việc chính của bước 2 tạo nhóm quảng cáo là xác định đối tượng quảng cáo, ngân sách, phương thức tối ưu hóa và đấu thầu. Việc chính của bước 3 tạo quảng cáo là tạo nội dung và hình thức quảng cáo